Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em về được vài cây nghe nè. Khế chua với số cây ổi. Ổi xẻ mình ha. Quá trời luôn. Cây đầu tiên, cây khế chua nghe anh em. Đó, hình thú cực kỳ đẹp nha. Đó, anh em thấy ha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Cây này nó có dở cái này nó có mặt sẹo hôm nay ha, nhưng mà nó kéo anh em kéo nè. Vài bữa là kéo chừng năm một nở bích này luôn nữa ha anh em, yên tâm ha. Đó, kéo mạnh lắm, mạnh luôn ha. Cây rất là mạnh. Nè, như bên đây nè. Đó, nó kéo bích luôn nè, anh em thấy không? À. Cây khế chua. Đó, hình thú rất là đẹp ha. Đâu hoành luôn. 61 hoành. 61 hoành ha. Đây có mặt thẹo trên này ha anh em. Nè. Cao là 1m05 nha anh em. Đây cũng vậy nè ha. Đường kính bầu là 70 nha. Ồ, cây này gì nè. Rồi đó, nhìn cây. Ồ, hình thú rất là đẹp luôn anh em ơi. Cây khá là đẹp luôn đó. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 2,5 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn nha anh em. Cây rất là đẹp ha. Mã số 1, 2,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn, cây khế chua. Đó, rất là quái nghe nè. Rồi, đổi thôi luôn. Rồi, tiếp theo giao lưu với anh em cây ổi xẻ ha. Quá trời cây cái đế nè anh em ơi. Ồ, phù già dữ lắm nha. Dạ, này. Cây này già xù từ thân luôn nè anh em. Thân nó lắc nha anh em. Đó, em coi ha. Già dữ lắm, nó già luôn ha. Cục đế dưới này nè. Cho cái hoành thân này, vị trí này là 45 nè. Nguyên của đế là 45 ha. Hoành nguyên cái cũ nè anh em. Đó, nguyên cũ, nguyên bề luôn. Nhiều. 1m anh em ơi. Đó, nguyên cái bề 1m ha. Dạ, anh em thấy cô đế nè nghe. Để đều hết trơn nghe nè. Đường kính bầu này là 60 nha. À, để đều hết trơn luôn á. Chiều dài cây này là 1m luôn anh em ơi. Dáng bay nha. Cây mã số 2 ha. Ổi xẻ. Cây khủng anh em, khá là đẹp ha. Đó. Rồi, cây mã số 2 giao lưu với anh em cũng 2,5 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây rất là đẹp ha. Dưới này là xù hết trơn luôn nghe anh em. Nè. Cục 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 nó nụ già gần guốc dữ lắm ha. Cây nói chung là già lâu năm lắm rồi anh em ơi. Cây mã số 2 2,5 triệu bao ship luôn nha anh em. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo cây ổi nha anh em. Quá trời cây nó to anh em ơi, gần guốc dữ lắm nha anh em. Con xe đại nha anh em. Đó, có bề đế cho anh em xem. Quá trời bề đế. Bề đế đều lắm á anh em. Đế đều lắm luôn. Cây nó già nó gần guốc nè anh em coi nè ha. Gần guốc dữ lắm nè anh em. Già gần guốc. Dữ dằn luôn. Đâu hoạch cho anh em tham khảo ha. 75 hoành. 75 hoành hẳn ha anh em. Chiều cao của cây này là 80 ha. Chiều cây 80. Đường kính cái bầu này 70 nha anh em. Đường kính bầu 70. Cây rất là to nha. Ha. Quá khủng anh em ơi. Rồi, cây mã số 3 cũng là cây cuối cùng của clip ngày nay, có 3 cây thôi anh em ơi. Rồi cây này để cho anh em là giá là 2,5 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn đó. Cây này khủng lắm, khủng anh em. 2,5 triệu bao ship luôn ha. Quá khủng anh em ơi. Rồi, đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.